bài thuốc cứu người bị rắn cắn bằng đu đủ non chỉ trong vòng vài phút. Đu đủ non được biết đến là một trong loại quả dùng trong bữa ăn với nhiều cách chế biến khác nhau. Tuy nhiên, ngoài việc làm thực phẩm, đu đủ non còn có tác dụng không ngờ với những vết rắn cắn. Khi bị rắn cắn, tốt nhất bạn nên bình tĩnh, xử lý vết thương cũng như xác nhận đó là vết cắn của rắn thường hay rắn độc. Thường thì rắn hoạt động từ khi trời chập choạng tới sáng hôm sau. Theo đông y, dùng đu đủ non để sơ cứu tại chỗ có thể tăng khả năng giữ tính mạng cho nạn nhân. Dùng garo khắc cách vị trí rắn cắn chừng 5 tới 10 cm theo hướng về tim, siết đủ chặt. Cứ khoảng 20 phút lại nới dần về phía tim chừng 5 cm. Nặn máu độc ra ngoài. Dùng dao đâm vào trái đu đủ non và lấy bông thấm mũ, sau đó đắp lên vị trí rắn cắn. Để không mất thời gian thì bạn nên dùng một chiếc garo để cố định vết bông trên vết cắn. Đu đủ bổ nhỏ mang giã nát cả vỏ lẫn hạt. Lấy một chén nước cho đu đủ giã nát vào khuấy đều lên. Lấy nước đó cho người bị rắn cắn uống. Thời gian cách nhau 15 phút một lần. 3 muỗng canh cho một lần uống cho tới khi muốn đi đại tiện. Nhanh chóng đưa nạn nhân tới trung tâm y tế để được chữa trị sớm nhất. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng bài thuốc dân gian với cây kim vàng và phèn chua. Khi bị rắn cắn, chỉ cần rạch chỗ rắn cắn và dùng ống giác hút máu độc. Sau đó, lấy 20g lá kim vàng đã được giã nhỏ cùng 5g phèn chua. Lọc nước cho nạn nhân uống. Cứ 15 đến 30 phút thì cho bệnh nhân uống một lần. Thực hiện liên tục trong vòng 2 ngày, tình trạng nạn nhân sẽ ổn định. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Quý hơn cả muối mít, trên thế giới họ chuộng hạt mít vì chữa khỏi 6 loại bệnh sau. Trước giờ nghe truyền tai là ăn vào đánh rắm thối có dám động đến đâu. Mít là một trong những món khoái khẩu của nhiều người bởi mùi thơm hấp dẫn và vị ngọt đặc trưng của nó. Thông thường, khi ăn mít, chúng ta thường bỏ sơ và hạt, chỉ lấy phần thịt vàng ống. Tuy nhiên, ít ai biết rằng hạt mít cũng có nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe và làm đẹp da như nhiều loại hạt và củ khác. Ngăn ngừa ung thư. Nếu như ở các nước phương Tây có hạt hạnh nhân, hạt ấp chó, thì Việt Nam lại có hạt mít. Hạt mít bùi bùi, chứa tinh bột tự nhiên và các hoạt chất thần kỳ, giúp chống chọi căn bệnh ung thư quái ác một cách vô cùng hữu hiệu. Khoa học đã chứng minh, ăn hạt mít luộc cùng với mật ong nguyên chất sẽ càng tăng dược tính mạnh mẽ. Trong mật ong và hạt mít có chứa những chất kháng virus cực mạnh, giúp tìm và tiêu diệt cũng như ngăn chặn các tế bào ung thư phát triển từ sâu bên trong cơ thể. Ngăn ngừa táo bón. Hạt mít có chứa chất xơ không hòa tan. Đây là chất xơ có tác dụng duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh và giải độc ruột. Khi ruột và hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ giúp cho tóc và da trở nên đẹp hơn. Ngoài ra, hạt mít còn giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch, bảo vệ cho trái tim khỏe mạnh. Bổ sung sắt cho cơ thể. Sắt là một thành phần của hemoglobin. Đây là chất giúp hỗ trợ quá trình oxy hóa của cơ thể, giúp tái sinh các tế bào máu đỏ. Khi sử dụng những thực phẩm giàu sắt sẽ giúp bạn giảm thiểu nguy cơ thiếu máu và những bệnh rối loạn máu khác. Đồng thời, sắt cũng thúc đẩy quá trình lưu thông máu, trong khi vẫn giữ cho trái tim và bộ não luôn khỏe mạnh. Làm săn chắc cơ bắp. Nếu bạn muốn sở hữu cơ bắp luôn khỏe mạnh và săn chắc, hạt mít là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Trong hạt mít chứa hàm lượng protein cao. Theo các chuyên gia y tế, protein thực vật có lợi hơn nhiều so với sử dụng đạm động vật. Trong khi đó, các protein có trong hạt mít không chứa cholesterol nên đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người dùng. Giảm bớt căng thẳng và ngăn ngừa nhiễm trùng. Khi bạn thường xuyên sử dụng hạt mít sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ bị nhiễm trùng, mắc các bệnh do virus và vi khuẩn gây nên.
Nguyên nhân là hạt mít có đặc tính kháng khuẩn và kháng virus. Bên cạnh đó, hạt mít còn có thể ngăn ngừa mụn và cung cấp độ ẩm tuyệt vời cho da. Không chỉ vậy, nó còn chứa một loạt các vi chất dinh dưỡng, giàu protein, làm giảm bớt căng thẳng và hạn chế các bệnh về da. Tốt cho đôi mắt. Hạt mít giàu vitamin A có tác dụng duy trì một đôi mắt sáng khỏe. Không chỉ vậy, vitamin A cũng ngăn chặn các bệnh về mắt như bệnh mù trong đêm. Ngoài ra, vitamin này cũng giúp tóc trở nên khỏe đẹp, giảm thiểu tình trạng tóc khô gãy rụng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Dù mất ngủ kinh niên, cũng phải đặt mình xuống là ngủ khì như heo con no sữa. Có đến tận 6 món canh trị mất ngủ liền đấy nhé. Canh sườn hạt sen. Bắt canh sườn non nên cùng hạt sen, không chỉ giàu dưỡng chất mà còn rất tốt cho ai mắc chứng mất ngủ. Sườn sau khi làm sạch cho vào ninh, hạt sen tươi bóc vỏ, bỏ tầm sen và chần qua nước sôi. Khi sườn sôi khoảng 15 đến 20 phút thì cho hạt sen vào ninh cùng cho nhừ. Tiếp đến là khoai tây cắt miếng vào, nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Canh chín. Rắc hành lá nhỏ cho lên trên cho món ăn hấp dẫn. Canh rau rút cá rô rất tốt cho người mất ngủ, suy nhược thần kinh, ăn uống kém. Để chế biến món này cần làm sạch rau, bỏ rễ và lớp vào rắn bên ngoài, rồi rửa sạch thái nhỏ. Cá rô làm sạch, lọc lấy thịt. Ướp thịt cá đã thái mỏng với gia vị cho ngấm. Xương cá giã nhỏ lọc lấy nước, đun sôi nước lọc xương. Sau đó cho thịt cá vào, quấy đều. Đun sôi khoảng 5 đến 7 phút thì cho rau rút vào. Nêm gia vị vừa đủ. Canh dùng nóng với cơm. Canh hoa thiên lý nấu cua, mát, bổ và rất có ích cho người khó ngủ. Cua đồng gỡ mai để riêng, bỏ yếm rửa sạch để ráo, cho vào cối giã nhuyễn. Lọc lấy nước cua, bỏ bã. Lấy phần gạch ở mai cua rồi ướp với hạt nêm. Hoa thiên lý rửa sạch để ráo. Cho nước cua vừa lọc vào nồi cùng chút nước mắm rồi đun với lửa vừa. Nước cua sôi, cho gạch cua vào, vặn nhỏ lửa. Đun khoảng 5 phút để gạch và rêu cua đóng thành bánh. Sau đó cho hoa thiên lý vào, nấu chín, nêm gia vị, hạt nêm sao cho vừa ăn. Canh hến linh chi. Theo đông y, linh chi có vị ngọt, tính ôn, rất có ích cho người mất ngủ, mệt mỏi. Thịt hến có tính lạnh, phòng độc, giúp nhuận trường, an thần. Do vậy, canh hến linh chi là món ăn tốt cho người mệt mỏi, mất ngủ, tiêu hóa kém. Linh chi thái lát mỏng, cho vào nồi đất đun sôi khoảng hơn 1 giờ. Sau đó lọc linh chi lấy nước, bỏ bã. Thịt hến làm sạch, đem nấu chung với nước linh chi. Khi thịt hến chín, cho đường phèn vào, đun nhẹ cho tới khi đường phèn tan hết. Canh vịt trắng, bí xanh. Đây là món ăn có tác dụng an thần, thanh nhiệt, chữa mất ngủ, thần kinh suy nhược. Vịt làm sạch, chặt miếng vừa ăn. Cho vịt vào nồi, cùng túi vải đựng phục thần, mạch môn và nước. Đun sôi khoảng 20 phút, thì cho tiếp bí xanh thái miếng vào. Tiếp tục đun đến khi vịt, bí chín nhừ, nêm vị là được. Canh lợn thịt, hào biển, có tác dụng trị mất ngủ, tim đập giòn. Thịt lợn rửa sạch thái miếng, cho vào nồi cùng với hàu, thêm nước vừa đủ rồi nấu canh. Khi thịt chín thì cho gia vị vào là được.